Xin chào các bạn, chiều nay mình đang làm một chiếc gậy tự sướng của Xiaomi. Bây giờ mình sẽ mở hộp và đánh giá các bạn xem về thiết kế thì vẫn là một cái vỏ hộp trắng trơn và thiết kế rất là đẹp. Xung quanh thì có thông số cơ bản như là và một số cái cách dù cậy như là xoay gập và mình và bây giờ mình sẽ mở hộp ra. Đầu tiên là một hộp trắng nhỏ rất là xinh. Bên trong là một cái nút được thiết kế rất là liền lạc, rất là đẹp, rất là liền lạc và màu đen bóng. Đen sần có một cái ánh bóng kia. Đấy. Chúng ta có thể chúng ta giữ và chúng ta bấm và nó có chức năng kết nối Bluetooth. Chúng ta sẽ kết nối Bluetooth và đây là cổng sạc để sạc pin cho cái nút này để nuôi cái Bluetooth kết nối với cái điện thoại. Và đây là cái gậy, có một tờ giấy để cũng chẳng có dụng gì cả, chúng ta bỏ đi. Cái gậy này về nhìn ban đầu cầm trên tay rất là đẹp, chắc chắn và rất là bóng bẩy. Nó có một cái màu đen rất là sang trọng, nó có hai màu trắng và đen. Đây là bên phải màu đen có cái màu rất là sang trọng. Cái màu trắng vậy, các sản phẩm của Xiaomi thường thường có cái thiết kế. Mình thích cái gậy này ở chỗ là nó ngắn gọn nhẹ và mình rất thích cái gậy này vì là mình có thể bỏ vừa túi quần đi để đi du lịch và không cần những gậy khác đấy. Và các bạn có thể xem những cái gậy mà tự sướng bình thường ấy, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 100 đến 200 nếu mà tương tự như này, nhưng mà nó rất là xấu. Mà nó ví dụ như là mình nhập vào thì khoảng tầm 50.000 đấy, thậm chí 20.000 có. Nó có dây nhưng cái này không dây, mình có thể bỏ ra và bấm. Để ý cái cổ nó có cái nẫy, khi mình xoay như vậy thì nó sẽ đến một cái nước rồi nó sẽ khựng lại như này và xoay lại như vậy. Mà mình thực tế mình chỉ cần hai mức xoay trước xoay sau này thôi, không cần nhiều đấy. Và cái ở trên nó cũng vậy, cũng có thể xoay. Và cái phần trên của nó cũng vậy, có thể xoay chéo một góc 15 độ, xoay ngang, xoay dọc. Đấy thì mình có thể kẹp máy và mình xoay như vậy. Nói chung là nó phù hợp với cả các cái đa số những trường hợp sử dụng để dùng gậy tự sướng của mình. Không cần thiết là phải đa năng quá. Đặc biệt thứ hai là nó có một cái chân chống để khi mà mình dựng nó xuống đó. Sau đó mình tháo nút ra và bắt đầu kết nối điện thoại, bấm chụp. Đấy, và cái cổ nó sẽ có thể bị bẻ linh động. Đấy, mình sẽ kẹp điện thoại với các bạn xem. Mình có thể lắp máy dọc như này. Đấy. Nó xoay ngang ra, nó có thể chịu được rất là tốt. Nó xoay dọc. Đó, và khi mà không dùng nữa mình gặp lại và mình nhắc cái nút lại chỗ cũ. Cái cổ cái gậy thì có thể rút dài ra, nó không được dài cho lắm, nó cỡ vào khoảng 30 phân thì theo mình đấy là một khoảng cách là tương đối đủ để mình dùng gậy rồi, chứ không cần nhất phải dài quá đeo lại cái gậy sự yếu hết. Và cái gậy này thì có cái cảm giác rất chắc chắn. Đó, bây giờ xoay ngang máy như này và sau đó là bẻ lên. Thiết kế nó rất là chắc hơn so với lại những gậy rẻ tiền nhiều. Và khi mình kẻ mình rút dài lên như này, mình vẫn dựng lên như này. Đó, nó hơi rung rinh một chút. Vì máy của mình là 6S Plus thì nó khá là nặng. Đó, các bạn thấy không ạ? Nó sẽ không đủ độ cao nếu chúng ta để đất và chụp lên trên, nhưng mà tương đối rồi. Mình rút cái nút ra, sau đó mình bấm chụp. Đó, thế này chúng ta có thể thoải mái để tự sướng. Không cần phải nhờ ai chụp cả. Sau khi chụp xong chúng ta nhắc cái nút lại. Xong. Nó gập nút lại rất là nhanh, đó, rất tiện lợi. Đó, cầm rất là chắc chắn. Máy mình khá là nặng nên là mình cầm thì ra nó nói là nó không được vững lắm, nhưng mà gọi là tốt nhất so với các loại gậy mà nhỏ gọn nữa. Mình nếu mà những cái gậy to hẳn lên ấy, thì
bình thường không thích mang theo lắm. Mình có thể cầm như này và sau đó là chụp cầm tay kia để tránh sử dụng. Đó, mình chụp cầm tay kia, tay này, tay phải, mình cầm nút để bấm chụp thì nó sẽ không rung máy. Đấy. Đó, mình thu gọn lại, tháo ra. Và ở đây nữa là mình cái kẹp phần kẹp điện thoại ấy, nó có một cái sự cong nhẹ để giữ điện thoại không bị trượt ra khỏi cái gậy. Vì nhiều cái điện thoại ấy, nhiều cái gậy ấy, nó không có cái phần cong này, nó rất dễ trượt máy. Và chẳng bạn tưởng tượng là chúng ta có thể đang đứng trên núi hoặc trên đâu đấy chúng ta chụp mà nó rơi thì cũng khá là sót đấy. Cảm ơn các bạn.